Người đàn ông này chĩa súng vào một con hổ. Con hổ thực sự tức giận và muốn lao vào giết chết anh ấy. Thế nhưng khi người đàn ông nhìn sang và thấy có hai chú hổ con phía sau thì anh ấy lại muốn tha mạng cho con hổ mẹ. Tuy nhiên con hổ lại nghĩ rằng người đàn ông muốn giết tất cả những đứa con của nó, vì vậy đã lao tới tấn công một cách cực kỳ hung dữ. Anh ấy buộc phải nổ súng để tự vệ. Khi đàn hổ con chạy tới và nhìn thấy mẹ của chúng nằm bất động trong vũng máu, chúng bắt đầu nhe răng và gầm gừ về phía người đàn ông. Mặc dù vậy, hai con hổ cũng chỉ tức giận mà chẳng dám lao tới. Đúng lúc đó, bạn của người đàn ông cũng vừa chạy tới và rất vui mừng khi thấy hổ mẹ đã chết. Ngay sau đó, anh ấy liền rút súng để kết liễu hai chú hổ con. Nhưng người đàn ông đã ngăn lại và không cho phép anh ta làm điều đó. Người bạn ngạc nhiên và nói rằng nếu anh không giết chúng bây giờ thì khi những con hổ này lớn lên, chúng sẽ quay lại tìm chúng ta để trả thù. Mặc dù vậy, người đàn ông vẫn từ chối giết chúng. Một cuộc tranh cãi nảy lửa đã xảy ra giữa bọn họ. Cuối cùng, người bạn đành phải bỏ cuộc và người đàn ông để hai chú hổ con vào rừng một cách an toàn.